Chào các em, học sinh trường trung học cơ sở Phú Mỹ khối 9. Cô đại diện tổ ngữ văn hôm nay sẽ giảng cho chúng ta cái văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Cô và các em sẽ tìm hiểu về Bác Hồ, một vị cha già của dân tộc, một người mà cả cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều nét đẹp nơi Bác. Các em lưu ý cách ghi bài này. Cái chữ màu đỏ với màu đen thì các em sẽ ghi vào tập. Cái chữ màu xanh á, mấy em không ghi. Đó là cái kiến thức mà cô cung cấp thêm. Màu xanh nó ghi là màu tím nữa. Khi học thì ở cạnh bên nó sẽ có sách giáo khoa nha. Rồi văn bản thì các em tự đọc trước. Đây là một cái văn bản nghị luận, nên khi đọc á, các em đọc ở nhà tìm ra cái luận điểm, những lý lẽ dẫn chứng rồi mình để làm rõ cho vấn đề. Đây là cái phần đọc thì cô hướng dẫn cho mình tự đọc ở nhà. Cô nhắc lại nha, cái cách ghi bài em ghi rất là ngắn gọn, cô dạy chủ yếu là em sẽ nghe giảng để hiểu bài, còn phần ghi bài thì cô động màu đỏ và màu đen mình ghi. Qua cái bài học hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu một cái số nội dung sau. Về cái mục tiêu cần đạt, chúng ta sẽ thấy được cái tầm vóc lớn lao trong cái cốt cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một cái văn bản nhạc dụng có các yếu tố nghị luận, tự sự và biểu cảm. Về kiến thức, văn bản sẽ thể hiện cái phong cách của Bác trong cái đời sống, trong sinh hoạt, ý nghĩa của phong cách Bác trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Và chúng ta biết được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội. Về kỹ năng, chúng ta sẽ nắm bắt được cái nội dung văn bản nhạc dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa đời lối sống. Về thái độ thì chúng ta sẽ có giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo, tự nhận thức, viết sáng tạo. Bài này chúng ta sẽ tích hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh trong cái cốt cách văn hóa của Bác. Đó là cái sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bác của chúng ta là một vị lãnh tụ mà có cuộc sống bình dị, rất bình dị. Các em xem một số chân dung về Bác để chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về tấm lòng của vị lãnh tụ dành cho dân tộc. Chúng ta sẽ đi vào cái phần mục một lá mã tìm hiểu chung. Tác giả là Lê Anh Trà, mấy em xem ở cái phần phía dưới văn bản. Văn bản được trích từ Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam của tác giả Lê Anh Trà. Văn bản sẽ đề cập đến bản sắc văn hóa dân tộc và giữ gìn bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Cái kiểu bài là nghị luận xã hội. Đây là nghị luận về một cái vẻ đẹp của vị lãnh tụ. Nếu mà xét về mặt nội dung thì đây là cái văn bản nhạc dụng, nhưng mà về phương thức biểu đạt thì nó là nghị luận. Lần sau có kết hợp với các phương thức khác mà chút xíu chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Các em theo dõi văn bản, cô sẽ chia cho chúng ta bố cục để chúng ta dễ dàng đi vào tìm hiểu và phân tích. Bố cục chúng ta sẽ chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất, mấy em theo dõi, mấy em đánh dấu vào nè, trong cuộc đời dân dân cho đến rất hiện đại. Nội dung mà thể hiện cái cách tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại của Chủ tịch. Phần tiếp theo là phần còn lại, từ lối sống giản dị mà thanh cao của người. Về cái chủ đề của văn bản thể hiện cái sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hôm nay chúng ta chỉ tham khảo để biết, để đi vào quá trình đọc hiểu cô và các em dễ theo dõi hơn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần 1 la mã, đọc hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đi vào cái phần 1, tìm hiểu về cái sự hình thành chân dung nhân cách của Bác. Ở cái phần đọc hiểu văn bản này, cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu về hai nội dung quan trọng. Thứ nhất là sự hình thành cái cốt cách văn hóa của Bác. Cái thứ hai là phong cách của Bác được thể hiện qua đâu.
Rồi, chúng ta đi vào phần 1, chân dung nhân cách của bác. Rồi các em theo dõi sách giáo khoa. Các em theo dõi cái phần thứ nhất mà các em mới vừa đánh dấu đó. Trong cuộc đời đầy trưng chiên của mình, dân dân cho đến rất hiện đại. Cô đọc một đoạn, chúng ta lắng nghe ha. Trong cuộc đời đầy trưng chiên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ, vân vân. Nói về nhân cách của bác thì chúng ta biết, ở bác là một chân dung nhân cách rất lỗi lạc, không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Nhân cách Hồ Chí Minh là cái sự kết hợp giữa cái nền văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Do bác đi nhiều, bác đi rất nhiều các em. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng, bác đã ra đi tìm đường cứu nước suốt 30 năm trời, mà tác giả gọi là cái cuộc đời trưng chiên. Trưng chiên nhiều gian nan, nhiều vất vả, nhiều biến cố. Bác đã đi 40 nước, bác biết 28 thứ tiếng. Bác xuống với tàu Pháp, từ bác đi sang Pháp. Khi mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành ấy rời đất nước mình, đi sang Pháp để biết coi cái chủ nghĩa thực dân nó như thế nào. Bác đến tặng cái sào huyệt để bác coi coi như thế nào, tại vì Pháp đang xâm lược ta, để mà giúp nhân dân ta đánh Pháp. Thì bác thấy người dân Pháp cũng rất là khổ, khổ lắm. Cũng có nhiều người bị áp bức bóc lột. Rồi bác đi sang châu Phi, bác thấy là người dân châu Phi cũng giống như người dân Việt Nam, đều là người dân nô lệ của chế độ thực dân, chịu nhiều áp bức bóc lột, gông cùm xiềng xích, đánh đập, khổ đau, chết chóc, bắt bớ nhân dân. Bác đi sang Mỹ, bác gặp tượng nữ thần tự do, rất cao, rất đẹp, nhưng mà ở dưới chân của người cũng rất là nhiều người khổ đau. Rồi bác trở về nước Pháp, rồi bác đi đến Anh, rồi đi đến Liên Xô. Bác đi rất là nhiều nước, bác sống ở Pháp và Anh là nhiều. Thì trong quá trình mà ra đi tìm đường cứu nước ấy, bác đã học rất là nhiều cái nền văn hóa tốt đẹp, những cái điều tiến bộ từ các nước bạn. Nhưng mà lúc nào bác cũng giữ cái bản sắc văn hóa của dân tộc, cái sự kết hợp hài hòa, cái nét đẹp giữa phương Đông và phương Tây ở bác. Chúng ta biết là bác Hồ của chúng ta là tự học. Cái ngôn ngữ của bác là ở cái bậc thiên tài. Bác biết rất nhiều thứ tiếng. Bác nói tiếng Pháp mà như người Pháp nói tiếng Pháp. Bác nói cái tiếng Liên Xô như người bản địa. Bác nói rất là giỏi. Bác là một trong những cái vị mà chủ tịch hiếm hoi, nguyên thủ quốc gia hiếm hoi trên thế giới mà tiếp các nước bạn là không cần phiên dịch. Bác tự đàm thoại ha. Nhiều khi mà nghi lễ cần phiên dịch thì đó là nghi lễ, nhưng mà nhiều khi mà dịch cứng ngắc quá thì bác cũng phải tự dịch. Chúng ta thấy bác của mình rất là tài giỏi. Quá trình là bác nó tự học. Mỗi một cái ngôn ngữ giống như một cái ô cửa sổ, chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta học từ bác, quá trình tự học. Và có một điều quan trọng khi quá trình học của bác là bác học có tiếp thu, có chọn lọc nha. Bác tiếp thu những cái hay, cái đẹp, mà bác bỏ ra những cái dở. Còn cái ác, cái xấu thì bác đấu tranh, bác lên án. Khi mà ở nước ngoài, bác đã từng viết cái bản án chế độ thực dân Pháp để nói lên cái tội ác của Pháp, đàn áp, áp bức nhân dân các nước thuộc địa. Như vậy về sự hình thành chân dung nhân cách của bác, các em lưu ý cho cô một số điều sau. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Hiểu biết của bác là rất là sâu rộng, mà bác hiểu sâu rộng nhiều nền văn hóa, mà trong văn bản tác giả Lên Trà dùng cái từ quyên thâm đó. Do bác đi nhiều nơi, nắm vững nhiều ngôn ngữ và làm nhiều nghề. Cái công việc của bác, cái nghề nghiệp của bác, các em có thể lên mạng em tìm. Bác chúng ta làm trải qua rất là nhiều nghề. Có nghề khuân vác nè, thủy thủ nè, bồi bàn nè, quét tuyết nè, làm thợ chụp ảnh nè, vẽ
chữ nè, trên cái đồ gốm nè, vân vân. Có khi mà bác làm thầy cúng nữa. Và bác tìm hiểu đến mức sâu sắc. Rồi bác tiếp thu chủ động, có chọn lọc. Trong quá trình tiếp thu, bác tiếp thu cái hay, cái đẹp, phê phán, cái hạn chế, tiêu cực. Nhưng mà lúc nào cũng trên nền tảng văn hóa dân tộc. Như vậy qua cái sự hình thành cốt cách văn hóa của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy được bác là một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam và của cả thế giới, thể hiện cái cốt cách văn hóa dân tộc Hồ Chí Minh. Và đó cũng là cốt cách văn hóa của nước Việt Nam chúng ta. Cả cuộc đời của người là cái cuộc đời của quá trình hoạt động, học tập, lao động, đấu tranh và tình thương. Vì tình yêu thương con người mà bác ra đi tìm đường cứu nước để đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân. Khi chúng ta tìm hiểu cái hình thành chân dung nhân cách của bác, thì cái phần tiếp theo tác giả nêu những cái biểu hiện, cái phong cách Hồ Chí Minh sẽ được biểu hiện qua đâu. Chúng ta sang cái phần 2, phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện hai cái vẻ đẹp nhé, rất giản dị và rất thanh bạch. Những người mà càng vĩ đại thì họ sẽ càng giản dị. Giản dị chứ không phải là giản đơn. Giản đơn là cái sự hời hợt bên ngoài, nhưng cái giản dị là thể hiện một cái cuộc sống rất là sâu sắc và phong phú. Giản dị là cái điều mà các vĩ nhân càng vĩ đại thì họ càng giản dị. Bác giản dị từ cái nơi ở, trang phục, ăn uống. Nên lưu ý cái phần tiếp theo, cô nói về dẫn chứng. Ở đây em xem cái cách lập luận của tác giả đưa ra những cái dẫn chứng rất là chọn lọc và rất là tiêu biểu. Em sẽ kết hợp với cái văn bản mà đức tính giản dị của Bác Hồ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về bác, là em học năm lớp 7 đó. Cái nơi ở của bác là nơi nhà sàn. Ngôi nhà sàn giản dị chỉ có vài ba phòng thôi. Trang phục thì có vài ba bộ. Em thấy bác có thường hay mặc cái bộ đồ kaki vàng đó. Và bác có một cái bộ đồ kaki màu trắng. Bác chỉ mặc trong những lúc mà quan trọng. Còn ở nhà thì bác mặc cái bộ đồ bà ba thôi. Bà ba hoặc có bộ đồ màu ngũ. Là chỉ vài bộ như vậy thôi. Ăn uống thì cũng rất là đạm bạc, ăn chỉ vài ba món. Khi mà làm thức đồ ăn cho bác ha, cái bữa ăn của bác mà khoảng 4 món đó, trở lên là bị bác la đó các em. 3 món thôi mà đạm bạc thôi, như là cá kho nè, đĩa rau nè, hoặc là cái cà làm dưa. Đó là cái đặc sản của xứ Nghệ, quê hương của bác. Hoặc là có khi là vài miếng thịt luộc rất là đơn giản. Chúng ta lưu ý một điều và học hỏi theo bác là khi ăn bác không để rơi vãi một hạt cơm nào, thì đó là thể hiện cái sự mà tôn trọng người dân lao động. Và khi ăn uống xong mà bác sắp xếp rất là gọn gàng, đó là thể hiện cái sự tôn trọng người phục vụ. Bác chúng ta rất vĩ đại và rất giản dị. Sự giản dị đó là thể hiện cái tấm lòng yêu nước, yêu dân. Tại vì dân còn nghèo, còn khổ, nên tiết kiệm cho dân. Thương dân nên tiết kiệm cho dân. Thương dân nên bác sống một cuộc đời rất là giản dị. Cái sự giản dị ấy thể hiện cái tâm hồn trong sáng thanh cao nơi người. Mà tác giả so sánh giống như các vị hiền triết, các vị hiền triết của nước ta, ví dụ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, họ cũng sống một cuộc đời hòa hợp với thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm bạn,
Nên lưu ý cách mà sử dụng cái biện pháp tương từ so sánh ha. Và cái ngôn ngữ chúng ta thấy lưu ý những cái từ ngữ các bậc hiền triết nè, danh nho nè, ngôn ngữ rất là trang trọng. Như vậy thì cái lối sống giản dị của bác có phải là khắc khổ, có phải là tự thần thánh quá mình không? Không phải em. Bác giản dị về đời sống vật chất, nhưng mà cái đời sống tinh thần, tâm hồn thì phong phú vô cùng. Cả cuộc đời của người mà sống cùng với đời sống đấu tranh của nhân dân, giản dị đó là thể hiện một lẽ sống rất là đẹp, một lẽ sống đẹp của một bậc vĩ nhân mà nước Việt Nam ta may mắn có bác, để đem lại cái nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho chúng ta. Bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Cái phong cách Hồ Chí Minh, một phong cách giản dị, đó là thể hiện một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mỹ cao đẹp. Đó là cái đẹp, chính là sự giản dị tự nhiên. Chúng ta cần học hỏi điều này, cái đẹp chính là sự giản dị tự nhiên. Về nghệ thuật, các em lưu ý một số cái nghệ thuật của bài. Đây là cái văn nghị luận sẽ có kết hợp với tự sự và biểu cảm, sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Anh có nói sử dụng nhiều từ Hán Việt đó, dùng biện pháp so sánh đối lập. Ví dụ như đối lập giữa cái bác là cái phong cách của bác là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, truyền thống và hiện đại. Vĩ nhân mà hết sức giản dị gần gũi, am hiểu mọi nền văn hóa nhân loại và hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam. Nghệ thuật phần này các em sẽ ghi, còn cái phần chữ màu tím này thì cô dẫn chứng ra thôi, chúng ta khỏi cần ghi. Chúng ta sẽ sang phần 3, ý nghĩa văn bản. Bằng cái lập luận chặt chẽ, chúng ta thấy cái bài văn phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà rất là ngắn gọn, chứng cứ xác thực ha. Để qua đó cho chúng ta thấy được cái cốt cách văn hóa của Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động. Từ đó sẽ đặt ra một vấn đề của thời kỳ hội nhập. Chúng ta cũng đang ở trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta sẽ tiếp thu những cái hay của nước bạn, nhưng mà phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bản sắc văn hóa là gì? Là những giá trị truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay. Những giá trị truyền thống tốt đẹp ta cần phải giữ gìn. Chúng ta tổng kết phần ghi nhớ trang 8. Tổng kết thì có trong sách nên các em cũng chỉ cần ghi nhớ trang 8, khỏi cần ghi vào vở cũng được. Chúng ta sẽ tổng kết lại cái nội dung chính của bài. Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, sự thanh cao và giản dị. Càng giản dị thì thể hiện cái vẻ đẹp càng thanh cao, càng trong sáng của người. Cả cuộc đời của người sáng như pha lê, không hề có một vết gợn. Cả cuộc đời vì nước, vì dân. Cái sự giản dị của bác, cô có thể kể cho em nghe về một cái số cái sự việc liên quan đến bác. Tại cô chưa có đi đến cái ngôi nhà sàn của bác, xung quanh cái khu lưu niệm của bác. Ngoài khu nhà sàn nơi đó còn có một cái khu nhà mang tên là nhà 67. Tức là nhà đó được xây dựng từ năm 67. Lúc đó là Mỹ thắng phá miền Bắc, xây dựng ngôi nhà đó cho bác để đó trú, tránh cái bom Mỹ, bom bi của Mỹ. Nhưng mà bác không có ở, nếu các chú cắt thì các chú ở đi, bác chỉ ở ngôi nhà sàn của bác thôi. Mình thấy chắc trên thế giới này chỉ có bác Hồ chúng ta, vị chủ tịch nước chỉ ở ngôi nhà sàn giản dị vậy thôi.
Nhưng mà khi mà những giờ phút giây phút cuối đời của bác năm 1969, ô bác yếu không có thể đi lên nhà sàn được, nên mà đưa bác đến ngôi nhà 67 này ở. Bác ở đó đúng 21 ngày. Khi đến đó người ta sẽ thấy cái bàn làm việc của bác á, là một cái bàn gỗ. Trên bàn ấy á, có một cái lon sữa bò. Lon sữa bò ấy là đã dùng rồi đó, dùng cái lon đó để bác đựng bút chì và bút mực cho bác làm việc. Nhìn hình ảnh ấy chúng ta rất là xúc động. Nó có một vị chủ tịch nước nào lại giản dị đến mức như vậy, yêu nước yêu dân đến như vậy, lo cho dân đến như vậy, chắc chỉ có chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì khi học cái bài về phong cách Hồ Chí Minh, cô và các em sẽ nhận ra nhiều điều. Chúng ta cố gắng học tập, lao động để mà xây dựng nước nhà, sống yêu thương hơn giống như bác, nâng niu tất cả chỉ với mình. Cả cuộc đời của bác làm vị chủ tịch nước, bác đâu có gia đình riêng các em, không có gia đình riêng, không có vợ, không có tài sản riêng. Lương của bác bao nhiêu thì bác để dành đó để làm gì? Mua quà cho những em nhỏ, cho những cụ già, mua nước cho các chiến sĩ, hoặc là làm những việc giúp dân giúp nước. Tâm hồn người vĩ đại vô cùng. Bác của chúng ta không chỉ những là một nhà cách mạng vĩ đại mà cũng là một nhà văn hóa lỗi lạc. Khắp bè bạn năm châu đều yêu thương, ngưỡng mộ, kính nể người. Các em lưu ý cho cô về cái phần tự học. Các em sẽ về tìm đọc một số mẩu truyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, tìm hiểu nghĩa của một số từ Hán Việt trong đoạn trích. Cái bài học chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chào các em.